Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh cho biết, từ nay đến cuối năm 2022, đơn vị sẽ đồng loạt khởi công 3 dự án giao thông trọng điểm của thành phố với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Theo đó, dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hòa - quận Tân Bình với tổng vốn đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng được xây dựng kết nối nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất khi khai thác, dự kiến khởi công vào tháng 11 năm 2022, hoàn thành tháng 9 năm 2024. Dự án nút giao thông An Phú, thành phố Thủ Đức có tổng mức đầu tư khoảng 3.773 tỷ đồng, là nút giao 3 tầng kết nối trực tiếp đại lộ Mai Chí Thọ, Lương Định Của, đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây. Dự án này kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại khu vực này nhiều năm qua, đồng thời tăng hiệu quả khai thác đường cao tốc khi sân bay Long Thành hoàn thành đưa vào sử dụng. Thành phố Hồ Chí Minh cũng sắp khởi công dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 50 huyện Bình Chánh với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Đây là trục đường quan trọng nối thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Long An và các tỉnh miền Tây.